cái hôm bây giờ con tớ thì bị bắt cóc, cái con Bùi Tiểu Anh nó bắt cóc con tớ. Cái con này thì nhà bố mẹ nó, con này nó nghiện mà bố mẹ nó ở nhà thì nó không có nuôi đâu. Cái loại mà chuyên đi giật chồng giật con của người khác và đi ăn cắp thì làm sao có chuyện nó nuôi bố mẹ nó được. Thế là ngày xưa tớ có thai thì nó đi săn tớ, nó có tâm thẳng xe vào người tớ, bây giờ nó bắt cóc con tớ, bây giờ nó bắt con tớ đi làm trai làm cái tay vịn để cho nó đi làm ca ve các bạn ạ. Bây giờ nó hàng ngày nó toàn đi săn tớ, tớ mà tìm được nó tớ đánh vỡ mặt nó ra. Thì mẹ nó bây giờ nó không làm gì cả, tớ có thai, tớ đẻ tớ nuôi con mình, bây giờ nó ra nó bắt cóc con tớ, bây giờ nó bắt con tớ làm tay vịn để cho nó đi làm ca ve mát xa các bạn ạ. Còn cái con Nguyễn Hằng các bạn mà đánh vào mạng mà xem có Nguyễn Bích Hằng đi giật chồng người khác đấy. Mấy con này chuyên đi giật chồng của người ta mà một lần giật chồng cả đời, đi giật chồng của người ta thôi, vợ chồng người ta đang ở với nhau đi giật chồng của người ta. Xong bây giờ bắt cả con trai của tớ hứa cả kết hôn cho người khác rồi. Thế bây giờ nó giật chồng giật con của người ta, nó kiếm cơm trên thân xác của kẻ thù của mình các bạn ạ. Thì mẹ nó bây giờ các bạn mà gặp nó ở đâu thì báo cho tớ biết để tớ đến tớ xử lý nó. Chứ thì mẹ để cho mấy cái con cò nó hoành hành mãi như này cũng không được đâu các bạn. Con của tớ một mình đẻ ra mất xương máu đổ xuống mà bây giờ nó ăn quỵt không của tớ, xong bây giờ nó còn cho người đi quậy phá tớ, nó bảo là nó quậy phá tớ để nó kiếm tiền, nó kiếm cơm, nó ăn các bạn ạ. Bịt mẹ các bạn cập nó đập vỡ mặt nó ra cho tớ.